con người cần hy vọng, trường hợp tốt nhất và chỉ tính trường hợp xấu nhất. Phật giáo tin rằng bất kỳ sự trắc trở nào trong cuộc sống cũng đều có thể chuyển hóa thành cơ hội tốt để thành công. Hiện nay, rất nhiều bạn trẻ thiếu kỹ năng đối mặt với đau khổ. Các bạn luôn nghĩ rằng cuộc đời này tràn ngập niềm vui, nhất định luôn bình an thuận lợi, không thể nào gặp chuyện bất trắc. Tuy nhiên, thực tại không bao giờ như vậy. Sóng gió bất ngờ ập tới có thể khiến cuộc sống của bạn chao đảo. Bởi vậy, ngay cả khi đang vui vẻ hạnh phúc, ta cũng cần chuẩn bị tâm lý cho trường hợp nếu hạnh phúc bị hủy hoại. Chúng ta nên ứng phó ra sao? Ví dụ, hiện tại khi đang dư giả, ta cũng cần nghĩ tới việc nếu sau này phá sản, trở nên nghèo khổ, mình sẽ sống thế nào? Khi gia đình đang êm ấm thì cần nghĩ xem, nhỡ gia đình gặp chuyện, mình sẽ xử lý ra sao? Nếu có chuẩn bị từ trước, khi gặp khó khăn cũng không cau mày nhăn mặt, càng không bị suy sụp. Các bạn trẻ thường khá cố chấp trong chuyện tình cảm, cứ nghĩ rằng người yêu là ngọn nguồn của hạnh phúc, bởi đặt kỳ vọng quá lớn nên khi bị phản bội thì khó lòng chấp nhận. Thực ra chỉ cần thay đổi góc nhìn, họ rời xa ta có thể lại chính là cơ hội giúp ta sau này tìm được người tốt hơn. Phật giáo cho rằng tất cả mọi bất hạnh trong cuộc sống đều có thể chuyển hóa thành cơ hội thành công. Do vậy, khi xảy ra chuyện không vui, hãy tìm ra cơ hội từ trong nghịch cảnh. Như vậy, nếu bị người khác mắng mỏ, ta sẽ coi đó là cơ hội luyện tập an nhẫn. Khi bị công ty đuổi việc, cũng không mất đi lòng tin, nỗ lực tìm kiếm hướng đi mới. Trương Hải Địch từng nói, dù đôi cánh có bị chặt đứt, tâm trí tôi vẫn sẽ bay lên. Đây là cảm nghĩ của một người đang ngồi trên xe lăn, một tinh thần rất đáng hoan nghênh. Sự khác biệt giữa người với người vô cùng lớn. Một số người cực kỳ yếu đuối, gặp phải nghịch cảnh không chịu nổi đả kích, chỉ một thất bại nhỏ cũng khiến họ gục ngã. Một số người lại có khả năng dũng cảm đối mặt với khổ đau, dù cho nghiệp chướng trùng trùng, họ vẫn có thể mạnh mẽ đứng dậy. Vì vậy, chúng ta nên thử ngẫm xem bản thân là người yếu đuối hay kiên cường. Tôi từng nhìn thấy một bức tượng điêu khắc ở thư viện có tên là Lựa Chọn. Hình dáng bức điêu khắc khá độc đáo. Một người treo lơ lửng trên không trung, hai tay dang rộng, đang bị rất nhiều cánh tay kéo về hai phía. Hình tượng này có ý nghĩa gì vậy? Nó ám chỉ con người trong quá trình chọn lựa sẽ bị chằn xé giữa chính nghĩa và bóng tối, yêu và hận, hạnh phúc và bi thương. Vì vậy tôi nhận ra rằng chúng ta cần có một cái nhìn toàn diện. Một mặt giác ngộ chính đạo, mặt khác phải đối mặt với bóng tối. Bên cạnh việc mơ ước thành công, cũng cần sẵn sàng nghênh đón thất bại. Nếu có thể chuẩn bị như vậy, bất luận xã hội phức tạp đến đâu, bạn sẽ vẫn hoàn toàn thoải mái.